Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, những quyết định xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm do Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện thêm một lần nữa khẳng định tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng. Phải thi hành kỷ luật cán bộ là điều không ai mong muốn, là điều không khỏi đau xót nhưng là việc không thể không làm nhằm giữ nguyên kỷ cương kỷ luật trong Đảng. Theo đánh giá của Ủy ban kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng những tháng đầu năm 2022 tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ nhiều vụ việc cơ quan kiểm tra của Đảng đã đi trước mở đường, chủ động không chờ đợi kết quả điều tra thanh tra, thậm chí trong một số vụ việc, kết quả kiểm tra còn là cơ sở tiền đề để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành khởi tố điều tra, truy tố xét xử. Thực tiễn cho thấy kỷ luật của Đảng rõ ràng chặt chẽ nghiêm minh là điều kiện quan trọng bảo đảm Đảng thực sự là một khối đoàn kết thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm cho đường lối chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm túc, thực hiện thắng lợi kiểm tra thi hành kỷ luật đảng là vấn đề khó chịu nhiều áp lực và làm từng bước và phải có thời gian từ quyết tâm chính trị cao của toàn đảng nội bộ tổ chức sẽ trong sạch đảng ta ngày càng vững mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tăng đều tập trung ở các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do như dệt may, da dày và thủy sản, nên có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nhìn chung các doanh nghiệp đã tận dụng tốt các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới để thúc đẩy xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đạt hơn 186 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 185,3 tỷ đô la Mỹ và cơ bản được kiểm soát tốt. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu 743 triệu đô, góp phần làm tích cực cho cán cân thanh toán ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế. Trước những biến động của thị trường, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Tăng Hải cho hay bộ chỉ đạo các đơn vị giả soát đánh giá nhu cầu trong nước đối với các mặt hàng chiến lược như phân bón xăng dầu than để vừa có biện pháp điều hành phù hợp hoạt động xuất khẩu vừa tận dụng được cơ hội về giá để xuất khẩu và bảo đảm nguồn cung đủ cho nhu cầu tiêu dùng sản xuất trong nước đặc biệt là trong trường hợp giá cả nguyên vật liệu tăng quá cao Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn có xu hướng tích cực khi vốn tăng thêm của các doanh nghiệp tăng mạnh, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn coi Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn hấp dẫn, thể hiện niềm tin về môi trường đầu tư kinh doanh. Thu hút vốn FDI vẫn là điểm sáng của nền kinh tế trong nhiều năm nay và trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn vậy. Tại các tỉnh như Bắc Ninh, Hải Phòng và Nghệ An, nhiều dự án liên quan đến chế tạo điện tử, phương tiện thiết bị, mạng tăng vốn. Vốn FDI sẽ tiếp tục là dòng vốn đặc biệt quan trọng cho tăng trưởng hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần bổ sung vốn, công nghệ, năng lực quản lý, khả năng kinh doanh, khả năng tổ chức và tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu của Việt Nam. Trong bối cảnh nguồn cung vốn hạn chế, các quốc gia đều tranh thủ thu hút đầu tư nguồn lực bên ngoài để duy trì và phục hồi nền kinh tế, cạnh tranh thu hút FDI giữa các quốc gia đang phát triển, có sự tương đồng về thị trường, trình độ phát triển, công nghệ và lao động ngày càng tăng gắt điểm thuận lợi với Việt Nam là các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm cách tận dụng tối đa các cơ hội khai thác được từ các hiệp định thế hệ mới như hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực mà 10 nước thành viên ASEAN đã ký với 6 nước gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Cũng như chiến dịch đầu tư dài hạn, vì vậy cơ hội đón vốn đầu tư FDI của Việt Nam sẽ gia tăng. Nửa đầu năm 2022, giải ngân đầu tư công mới đạt hơn 27% kế hoạch. Để giải ngân hết số vốn được giao như mục tiêu đề ra, công việc còn lại của những tháng cuối năm khó hình dung phải làm thế nào đạt hiệu quả. Theo Bộ trưởng Bộ Công và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tỷ lệ giải ngân nửa đầu năm nay chưa đạt kỳ vọng. Việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề mang tính hệ thống tồn tại nhiều năm. Để đến nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, không thể chỉ quan tâm giải quyết trước mắt mà có giải pháp căn cơ lâu dài chúng ta cũng không chỉ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến luật đầu tư công mà còn phải quan tâm sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật khác liên quan. Bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ rõ ràng liên tục là điều kiện tiên quyết để thực hiện dự án đầu tư công thuận lợi. Bên cạnh đó, một yếu tố rất quan trọng là phải chuẩn bị dự án từ sớm, từ xa, chuẩn bị dự án thật tốt, nghiên cứu và bổ sung quy định về một số hành động được thực hiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án để bảo đảm tính khả thi, tính sẵn sàng, nhất là về mặt bằng, để nếu được phân bổ vốn là có thể đưa vào thực hiện giải ngân sớm. Trong bối cảnh phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo ra nhiều việc làm tốt hơn, môi trường làm việc tốt hơn, nâng cao năng suất và nâng tầm kỹ năng lao động trong chuỗi cung ứng điện tử. Việt Nam đã ghi nhận giá trị xuất khẩu hàng điện tử tăng liên tục hàng năm, hiện chiếm 1 3 tổng giá trị xuất khẩu của cả nước là một trong những nước xuất khẩu hàng điện tử lớn nhất thế giới, giá trị xuất khẩu của ngành lên tới hơn 108 tỷ đô trong năm 2021 với lực lượng lao động ước tính trên 1 triệu người. Tuy nhiên ngành điện tử chủ yếu tập trung vào các hoạt động gia công, lắp ráp có giá trị gia tăng thấp và thâm dụng lao động. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng một trong những khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt là các biến động lớn về lao động, trong đó có sự suy giảm và thiếu hụt lao động, việc thu hút người lao động trở lại làm việc tạo ra việc làm thỏa đáng đang là một bài toán khó được đặt ra. Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo lực lượng lao động gắn bó năng suất ổn định và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất cần phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, các đơn vị cần chú ý tới việc làm thỏa đáng để có thể tăng khả năng cạnh tranh bền vững của ngành công nghiệp điện tử trên thị trường toàn cầu và đóng góp vào sự phát triển kinh tế sôi của đất nước. Gánh nặng công việc sau Covid-19 đối với các y bác sĩ là rất vất vả, trong khi đó các đơn vị ngoài công lập hiện nay không chỉ trả lương y bác sĩ gấp 4-5 lần mà có nơi còn trả gấp 10-20 lần so với các đơn vị công lập. Với gần 9.400 y bác sĩ đã thôi việc bỏ việc thời gian qua, ngành y tế đang phải đối mặt với thách thức rất lớn. Trước làn sóng y bác sĩ bỏ bệnh viện công, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 56, trong đó đề xuất tăng mức phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng từ 40 đến 70% lên mức 100%. Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Theo Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, để khắc phục tình trạng này, ngoài tiếp tục động viên tinh thần đối với lực lượng y bác sĩ, ngành y tế tổ chức điều động nhân lực để hỗ trợ và giảm áp lực cho cán bộ viên chức y tế, quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương phụ cấp cho viên chức y tế. Bộ Y tế cũng xây dựng và đề xuất các chính sách hút nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập, nhất là nhân viên y tế công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đồng thời chú trọng biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác y tế, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên cán bộ y tế. Việc gần 10.000 y bác sĩ, nhân viên y tế thôi việc, bỏ việc kể từ năm 2021 tới nay tiếp tục làm nóng dư luận. Tuy vấn đề không còn mới, dẫu thế vẫn cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân để có cách chặn làn sóng ấy, đặc biệt cần sớm có giải pháp giữ chân người ở lại để bảo toàn đội ngũ cũng như bổ sung kiện toàn lực lượng cho ngành y tế. Những ngày qua trên các phương tiện báo chí truyền thông, từ đau đầu xuất hiện nhiều khi nói về tình trạng nhân viên y tế thôi việc, bỏ việc. Đó thực sự là nỗi lo lớn của xã hội vì sức khỏe bao giờ cũng là mỗi quan tâm hàng đầu của mỗi một con người. Nhất là với những người đã và đang phải sống chung với bệnh tật, rất cần sự chăm sóc điều trị của thầy thuốc, vì thế làn sóng nhân viên y tế ra đi khiến nỗi lo này ngày một lớn làm gì để ngăn làn sóng bất thường ấy và làm gì để những người đang làm việc trong các bệnh viện cơ sở y tế yên tâm ở lại phục vụ nhân dân đó là vấn đề rất lớn cần có giải pháp ngăn làn sóng nhân viên y tế thôi việc bỏ việc là cần thiết nhưng thiết tưởng rất quan trọng và lâu bền phải là làm gì đó để giữ chân người ở lại và bổ sung nguồn nhân lực mới cho hệ thống y tế nước nhà Trước tác hại ngày càng lớn của tin giả, không ít người cho rằng đã đến lúc phải xử lý hình sự với những đối tượng tung tin đồn thất thiệt, đặc biệt với những tin đồn làm thiệt hại lớn cho xã hội. Đồng tình cần có án điểm, sau một số chuyên gia nhiều năm nghiên cứu tin giả cho rằng căn cơ hơn là phòng vẫn tốt hơn chồng. Tin giả nhất là trên môi trường mạng sẽ không bao giờ bị triệt tiêu bởi ngày càng có nhiều kẻ xấu giấu mặt tung tin với mục đích ác ý, không còn rảnh rỗi sinh nông nổi, loan tin cho vui như trước nhưng chúng ta có thể hạn chế số người chia sẻ lan truyền tin giả bằng cách hướng dẫn người dân về kỹ năng nhận biết tin giả nâng cao năng lực phân tích thông tin dựa trên lý trí muốn tạo ra kỹ năng sức đề kháng phòng chống tin giả cho người dân là việc không hề đơn giản dù nhận diện độ chính xác của thông tin không quá phức tạp nếu chú ý dấu hiệu bất thường của nguồn tin tác giả thời điểm ngôn từ hình ảnh tất cả chỉ cần chút cẩn trọng tỉnh táo sử dụng lý trí để phân tích thì người đọc sẽ sớm nhận ra thông tin ấy liệu có đáng tin cậy thói quen phân tích sử dụng lý trí khi đối diện với thông tin vốn không có sẵn trong nhận thức nhiều người dân. Vì vậy, rất cần những buổi nói chuyện, tọa đàm, thuyết trình của các chuyên gia tại công sở, trường học, nhà máy để giúp người dân nhất là người trẻ nâng cao hiểu biết, kỹ năng nhận diện tin giả. Đây là một trong những việc làm cần thiết góp phần nâng cao trách nhiệm và phát huy sức mạnh cộng đồng trong cuộc chiến chống tin giả hiện nay. Ở hiện nay. Mục điểm báo của Đài Phát thanh Chủ đề Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.